Người nói đầu tiên kinh thú vô dân giảng cũng không quên gửi đến là chào tất cả các anh chị em xem video. Hôm nay mình cũng làm một cái video nhỏ nhỏ để chia sẻ đến anh em bầu đu đủ cho nó cực kỳ giải nhanh nha. Nói chung là sau khi anh em mà đã ủ cho nó lên mầm như thế này á, cái trường hợp quan trọng đó anh em vô bầu như thế này, anh em cái bầu của mình cho để thật là cạn thôi nha. Nhiều khi anh em không biết mà để tầm khoảng 2 phân 3 phân thuốc chứ thuốc chứ hay múc ở dưới à, cái hạt đu đủ của mình đó cho là gặp mưa nó nảy mầm lên cũng không nổi, nó trời nắng thì cho nó xốp, mà nhưng quan trọng mà trời mưa đó thì cái cho nó dẻ lại thì hạt đu đủ của mình nó sẽ nó lên ở dưới, nó lên lên không nổi, nó sẽ bị hư hại hết nha anh em. Thì cái bầu như thế này anh em bỏ cho nó cũng đừng có quá cứng à. Quan trọng mà ở dưới cái đít ở dưới nè, tầm khoảng khoảng nửa bầu cho dưới thì anh em đè cho nó cứng thôi, cỏ trên thì anh em cứ để cho xốp xốp. Thì cái hộp như thế này anh em lấy một cái tay anh em ấn nhẹ xuống sâu xuống chừng 5 ly cho mình thôi, để làm sao mà anh em vừa thấy cái hạt đu đủ mà vừa lấy cho bên đây xả là vừa bích lại là được nha. Vì đơn giản vì nó rất là nhanh lên mầm mà, anh em mà không biết cứ đè sâu ở dưới một phân hai phân ở dưới thì nó không có lên nổi đâu nha. Đây là một cái trường hợp quan trọng đó, nhiều khi anh em đã ủ lên mầm vàng nên mầm nứt nên nó trơn rồi về, anh em mà không biết anh em bỏ sâu múc ở dưới nó lên cũng không nổi đó nha. Đây là mình ủ nó lên mầm như thế này rồi nè, anh em chỉ cần lấy ngón tay gạt xuống đó, khoảng chừng 5 ly à. Vừa hạt đu đủ vừa xuống anh em lấy cái cho khóa lên chút xíu rồi nè, cho một lớp cho mỏng bên trên là anh em cứ để tứ rồi nó sẽ một hai bữa nó sẽ bật mầm lên thôi, rất là hiệu quả nha. Còn anh em để sâu ở dưới thì nói chung nó hạt nó bị nghẽn nó lên không nổi á, nó cũng là một cái trường hợp mà anh em mua hạt về ương còn tỷ lệ nó ương lên không cao cũng vậy á, anh em cũng nói là ương nước nanh rồi nhưng mà sao nó không lên thì đó là cũng một cái trường hợp đó nha. Vừa bích lên một lớp cho nhỏ rồi à, nó rất là nhanh lên nha anh em. Trời nắng thì anh em cứ ngày cứ hai cử cho nó đủ độ ẩm được rồi, trời mưa thì khỏi tới, trời mưa thì khó gì thì chạy lên.